Xin chào tất cả các em. Ở video bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào một số các bài tập ở trong sách bài tập 8 lớp 7 tập 1 bài toán 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Chúng ta sẽ có bài tập 16 vẽ hình và giới thiệu. Như vậy ở đây các em vẽ cho cô một đường thẳng cắt hai đường thẳng trước nhá. Bài 16. Trước tiên các em vẽ cho cô một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Ta có hai đường thẳng. Các em vẽ hai đường thẳng. Có thể song song hoặc không song song thì đều được cả nhá. Rồi, vẽ một đường thẳng thứ ba, cắt hai cái đường thẳng này. Cắt ở hai điểm A và điểm B. Cô gọi đây là điểm A. Cái điểm dưới này cô gọi là điểm B. Cô gọi đây là góc A1, góc A2, A3, A4. Đây là góc A1 này, A2, A3, A4. Cái góc này là góc A1. Cái góc này là góc A2. Góc này là góc A3 và góc này là góc A4. B thì đây là B1. B1 là góc này. B2 là góc này. B3 đây. Và B4 đây. Yêu cầu của đề bài. Yêu cầu các em chỉ ra hai cặp góc soi lề trong. Hai cặp góc soi lề trong nhé. Như vậy chúng ta có này, cái góc A4 này ở vị trí soi lề trong thì chúng ta có A4 và B2 là cặp góc soi lề trong. Rồi A3 này và B1 cũng là cặp góc soi lề trong. Như vậy chúng ta sẽ có là hai cặp góc soi lề trong. Ý đầu tiên đấy. Hai cặp góc soi lề trong. Đó là góc A4 này, cô chỉ đây nha. A4 này và góc B2. A4 và B2 đây là cặp góc soi lề trong đầu tiên. Cặp thứ hai đó là A3 và B1. Góc A3 và góc B1. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp soi lề trong. A4 B2 và A3 B1. Thứ hai, yêu cầu các em chỉ ra bốn cặp góc đồng vị. Bốn cặp góc đồng vị. Bốn cặp góc đồng vị, cặp góc thứ nhất đó là góc A1 này. Nó đồng vị với góc B1. Các em tưởng tượng như này. Tưởng tượng đây. Chia thành 4 ô như này, phía dưới chia thành 4 ô như này thì cái góc này này, ở cái vị trí 1 và vị trí 1 phía dưới này, nó cùng vị trí với nhau, đồng vị, cùng vị trí đúng không ạ? Đây, A1 và B1 là cặp góc đồng vị. A2 và B2, đây, nó cùng ở cái nửa trên này, phía bên phải đúng không? Như vậy, đây là A2 và B2 đồng vị. Rồi, A3 và B3 đồng vị. Và cặp góc thứ tư là A4 và B4 là các cặp góc đồng vị. Đúng không? Nhưng chúng ta có 4 cặp góc đồng vị. Đó là A1 này và B1. Đây là cặp góc đầu tiên. Cặp góc thứ hai, A2 và góc B2. Góc A3, B3. Bạn nào chưa học cái video lý thuyết thì em quay lại xem kỹ cái video lý thuyết trước nhá. Đấy. Để chúng ta biết được cách chúng ta lấy các cặp góc soi lề, cặp góc đồng vị như nào. Và cuối cùng là A4 và B4 cũng là cặp góc đồng vị này. Như vậy chúng ta có 4 cặp góc đồng vị. Rồi, hai cặp góc soi lề ngoài. Tiếp theo chúng ta có hai cặp góc soi lề trong. Trong tức là như nào? Đây là chúng ta có hai cái đường thẳng, đúng không ạ? Vậy chúng ta có bốn góc trong này. Góc trong này là góc A4 này, A3 này, B2 và B1 là góc trong. Nó nằm trong hai cái đoạn thẳng này thì nó là các góc trong. Còn nằm bên ngoài hai đường thẳng thì nó là góc ngoài. Đây chúng ta có góc A1, A2 và B3 và B4 là các góc ngoài. Soi lề tức là nó nằm đối diện nhau như này. Đây, nó soi lề.
thì người ta có góc A1 này và góc B3 là so lên ngoài. A1 so lên ngoài với B3. Được chưa? A2 đây này, góc A2 là góc này thì nó sẽ so lên ngoài với lại góc B4. Vậy hai cặp góc so lên ngoài đó là A1 và B3. Cặp thứ hai đó là A2 và B4. Như vậy chúng ta có hai cặp góc so le ngoài. So le trong thì nó nằm so le và nó ở phía trong của hai cái đường thẳng này. Còn so le ngoài là nằm so le này, nhưng mà nó nằm ngoài hai đường thẳng. Đây, nằm ngoài. Đây là phía trong của hai đường thẳng đúng không? Còn đây là phía ngoài này, phía ngoài này. Vậy nó so le này. Đây, so le nhưng ở ngoài phía hai cái đường thẳng này thì người ta gọi là so le ngoài. Đây là so le ngoài. Đây là so le nhưng nằm trong hai đường thẳng thì người ta gọi là so le trong. Tiếp theo, hai cặp góc trong cùng phía và hai cặp góc ngoài cùng phía. Tiếp theo chúng ta có hai cặp góc trong cùng phía. Hai cặp góc trong cùng phía. Vậy các em nhìn vào. Trong tức là như nào? Trong tức là nó nằm phía trong của hai cái đường thẳng này. Như vậy có bốn góc ở phía trong này. Đây góc này này. Góc này này. Góc này và góc này là trong. Cùng phía tức là nằm cùng một phía này. Đây, hai góc này cùng một phía này, hai góc này cùng phía. Còn hai góc này vị trí so le, hai góc này vị trí so le. Như vậy chúng ta có hai cặp góc trong cùng phía là A3 này và B2 này. A4 và B1, đúng chưa? Và hai cặp góc trong cùng phía đó là A3 và B2. Tiếp theo A4 và B1. Cuối cùng chúng ta có hai cặp góc ngoài cùng phía. Cặp góc ngoài đang có hai góc này ở phía ngoài này. Hai cái góc này cũng ở phía ngoài này. Ở phía ngoài của hai cái đường thẳng này. Như vậy hai cặp góc ngoài cùng phía đó là A2 này và B3 này. Đây là cặp góc đầu tiên. Thứ hai là A1 và B4. Đấy. Hai cặp góc ngoài cùng phía. Cặp góc ngoài cùng phía, cô nói lại, đó là gì? A2 và B3. Ký hiệu góc phải nha. Cặp góc thứ hai đó là A1 và B4. Như vậy, trên đây là ta đã vừa đi xong được bài tập số 16. Để ủng hộ cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video cho các bạn, các em cùng xem. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì em hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình và nhấn vào biểu tượng hình chuông để chúng ta sẽ biết được khi nào cô đăng video mới để các em vào xem. Còn các quý phụ huynh cũng như các em học sinh muốn đăng ký khóa học online thì hãy liên hệ với cô theo số điện thoại 0915 437 502 để chúng ta đăng ký khóa học online nhé. Cái mức phí của khóa học online tính phí thì chúng ta sẽ có cái mức học phí là 400.000 đồng. Các em sẽ học trong một năm môn toán nhé. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các bài học tiếp theo.